Thì từ bé em đã có ước mơ được đi du học. Thế nên là khi bắt đầu xác định được nơi em muốn đến thì em đã luôn đặt UK là lựa chọn hàng đầu. Vì thứ nhất là khoảng cách địa lý từ Việt Nam đến UK thì sẽ gần hơn so với các options khác như là Mỹ hay Canada. Và UK thì từ lâu đã nổi tiếng với nền giáo dục rất là tốt và ở hàng đầu trên thế giới. Thêm một điều nhỏ nhỏ nữa là em là một Potterhead, thế nên là em rất muốn được sống và trải nghiệm ở trong cái aesthetic, cái sự cổ kính của Anh và châu Âu ạ. Thì trường cấp 3 em đang theo học thì nằm trong danh sách được tuyển thẳng vào first year ở Nottingham Trent mà không cần phải qua foundation year. Thế nên là em sẽ chỉ cần học đại học 3 năm cũng như là sẽ giảm được tiền học rất là nhiều. Và Nottingham Trent có suất học bổng 50% dành cho sinh viên quốc tế cũng như là nhiều suất học bổng khác dành cho sinh viên Việt Nam, châu Á. Thế nên là khi em quyết tâm đăng ký vào Nottingham Trent để lấy suất học bổng cao nhất, em đã chọn ngành Media Communications and Culture vì em có đam mê với ngành truyền thông, cũng như là sau khi tìm hiểu trên website của trường thì ngành của em sẽ được có chương trình trao đổi du học sinh và có nhiều môn học rất là thú vị. Hiện tại thì em chưa đặt chân đến UK, thế nhưng mà em khá chắc chắn về quyết định của em là em muốn được trở về với Việt Nam để có thể làm việc tại nơi mình sinh ra. Trong quãng thời gian em chuẩn bị hồ sơ và apply đại học thì em cũng cảm thấy rất là stress. Thế nhưng mà nếu mọi người cũng đang trải qua cái khoảng thời gian tương tự như thế thì đừng nản lòng, tại vì là chỉ cần mình cố gắng và có động lực đủ thì mọi điều mình muốn sẽ thành hiện thực thôi. Thế là hẹn gặp mọi người ở UK nhé.